chào cả nhà, cả nhà nhanh tay vào xem livestream này nhé. Hôm nay thì lại tiếp tục giới thiệu đồ đẹp nè. Mọi người nhanh tay vào xem livestream này nhé. Hôm nay thì đồ mới về rất nhiều luôn nè, nên các bạn hãy nhanh tay vào xem livestream này để mình giới thiệu cho các bạn nha. Hello Kim Thiên. Chào Quế Trân nha. Các bạn nhanh tay vào xem livestream này đi nào. Các bạn xem livestream thì đừng quên chia sẻ giúp mình nha. Dạ có đầm rang nhiều lắm Thu Chu ơi. Hàng mới về rất nhiều nên các bạn nhớ theo dõi livestream này, tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Hàng mới về nhiều lắm mà giá cũng cực kỳ ưu đãi luôn. Nhanh tay vào xem livestream này đi nào. Cũng đừng quên share giúp mình nha. Có đầm bóp không bạn? Đầm bóp là gì thế Trần ơi? Đầm body hả? Body về rất nhiều nha. Đầm body, đầm công chúa về rất nhiều luôn nè. Đầm rang nhiều lắm chị Thu Chu ơi. Các bạn nhanh tay vào xem livestream này thì đừng quên share giúp mình nha. Bé này bé làm mẫu bữa hả ta, là sao chị Ngọc Diễm ơi? Bộ mình đang mặc giá là 250 đó mọi người. Đây là áo và chân váy. Bộ này là set nha, nguyên một set là gồm áo và chân váy, giá là 250 á. Nguyên một set mình đang mặc thì giá là 250 đó mọi người ơi. Cảm ơn Kiều Dung Thu nha. Áo Kiều Thu Dung. Các bạn ơi nhanh tay vào xem livestream này. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu mẫu cho các bạn nè. Hôm nay thì đầm về rất nhiều luôn. Đây body đây, các bạn đã thích body này không? Body mặc rất là sang nha, giá của nó là 250 ạ. Các bạn nhanh tay vào xem livestream này nhé, đừng quên share giúp mình nè. Cảm ơn Phạm Diễm nha, giống Hoàng Yến Chi Bi hả? Body mẫu đang mặc thì giá là 250, mặc rất là sang nhé. Hôm nay thì về nhiều màu lắm cho các bạn dễ lựa chọn nè, màu đỏ và màu đen nữa. Các bạn nào thích màu nào thì nhanh tay đặt hàng đi nha. Giá của nó chỉ có 250 thôi, rất là rẻ. Đầm công chúa tí nữa mẫu sẽ thử nha. Bây giờ thì mẫu đang mặc đầm body này, các bạn nào thích đầm body này không? Bạn nào thích đầm body này thì nhanh tay đặt hàng nhé. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng đầm body màu nào thì nhớ ghi đầy đủ để nhân viên biết và chốt hàng cho các bạn nha. Đầm body này chất lại thun dày nên rất là co giãn và không có sợ bị chật đâu. Từ 40 đến 55 kg là mặc vừa đó. Giá của nó chỉ có 250 thôi và có 3 màu cho các bạn dễ lựa chọn nè. Đây, bạn thích không nào? Mặc cái này rất là sang nha, đặc biệt là màu đen mặc rất là sang luôn nè. Giá chỉ có 250 thôi, rất là rẻ luôn, các bạn nào thích không? Không có váy baby doll em Phương Nguyên ơi, chào ngốc ngáo nha. Đây body mỗi đang mặc thì giá là 250 thôi, rất là rẻ luôn. Body rất nhiều nha Thí Trần ơi, bạn theo dõi livestream này đi nào. Các bạn ơi nhanh tay đặt hàng đi nhá. Bộ mẫu đang mặc chỉ có giá 250 thôi, có 3 màu luôn nè. Các bạn muốn đặt hàng thì comment theo cú pháp số điện thoại cộng với tên sản phẩm. Nhớ ghi rõ các màu nào các bạn đặt nha, để nhân viên biết và chốt hàng cho các bạn. Bây giờ thì mình sẽ qua mẫu đầm công chúa nha. Nãy giờ là có rất nhiều bạn đề nghị mặc đầm công chúa nè. Đây. Rồi cảm ơn ngốc ngáo nha. Còn bộ mình đang mặc đó là gồm áo và chân váy. Không có váy nào phông rộng em Phương Nguyên ơi. Bộ mình đang mặc thì gồm áo và chân váy, giá là 250 ạ. Thank you.
bộ mình đang mặc thì giá là 250 nha. Đây, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu body mà hot nhất bên shop luôn. Ram ra đợt nào thì hết đợt đó luôn nhá. Hôm qua thì có màu xanh ngọc nữa, nhưng mà hôm nay hết màu xanh ngọc luôn rồi nè. Hôm qua chưa kịp giới thiệu thì các bạn đã hỏi rất nhiều, đặt rất nhiều luôn, nên là hết xanh ngọc rồi, chỉ còn 3 màu này thôi. Mẫu này cực kỳ hot luôn nha các bạn, ra đợt nào là hết đợt đó luôn, nên bạn nào thích thì nhanh tay đặt nào, đặt hàng đi nào. Bộ đó có, bộ mình đang mặc thì có duy nhất màu này thôi. À đây, màu xanh ngọc đây. À xanh ngọc thì còn duy nhất 2 bộ hả? Xanh ngọc chỉ còn duy nhất số lượng rất ít thôi nè. Body này thì giá là 250 nha. Bộ chị mặc đó hả, có duy nhất một màu này thôi. Body này rất là hot nha mọi người, có giá là 250, bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Các bạn muốn đặt body này á thì các bạn nhớ comment lên cú pháp số điện thoại cộng với body của Ngọc Trai. Màu nào thì nhớ ghi rõ nha để nhân viên biết và chốt hàng cho các bạn xem. Màu đỏ nè bạn ơi. Tí nữa mẫu sẽ thử nha. Áo chị mặc 52kg vừa đó Lê Yến ơi. Bộ mình đang mặc giá là 250 nha. À, bộ xinh ngọc tí nữa mẫu sẽ thử nè. Bộ này rất là hot nha mọi người. Vừa hàng vừa về là hết luôn, còn số lượng rất ít tại shop thôi nè. Hôm trước thì có nhiều bạn cứ chừng chị mãi không đặt hàng thì hết hàng luôn, rất là tiếc luôn á. Nên là các bạn thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào, giá của nó chỉ có 250 thôi. Có 4 màu luôn nè. Đây là hàng mới về lại nha. Rất là nhanh hết hàng luôn, các bạn thích thì nhanh tay đặt hàng đi. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng với body của Ngọc Trai. Nhớ ghi rõ màu các bạn đặt nha, để nhân viên biết và chốt hàng cho các bạn nè. Bộ màu đen nè, Cẩm Tiên ơi. Bộ mình đang mặc thì giá là 250, đây là gồm áo và chân váy. Bộ mình đang mặc thì gồm áo và chân váy nha, đó là một set liền luôn, giá là 250. Bộ Ngọc Trai tí nữa mẫu sẽ thử nè. Đây là đầm công chúa nè. Đầm công chúa này thì giá là 350 nha. Đầm công chúa về nhiều lắm. Nhớ đã ở xuống hỏi nhiều bạn hàng mà chưa để xuống hỏi kìa. Đầm công chúa có màu đen này nữa nha. Hôm qua thì có màu hồng nữa nhưng mà hết hàng rồi. Đầm công chúa có 2 màu nhé các bạn. Thêm một kiểu khác của đầm công chúa nè. Giá đầm công chúa là 350 nha. Rất là đẹp luôn. Thủy Trần ơi, bạn đặt hàng thì bạn nhớ để lại số điện thoại cho shop để nhân viên liên hệ cho bạn nha. Body màu đen tí nữa mẫu sẽ thử ạ. Bộ mình đang mặc thì từ 40 đến 55kg là mặc vừa nha, Cà Mau thương nhớ. Thủy Trần ơi, bạn đặt hàng thì bạn nhớ để lại số điện thoại cho shop nha. Đồ mình mặc thì từ 40 đến 55kg là mặc vừa đó các bạn ơi. Áo chị mặc có cái nơ ở cổ giống chị không là sao Lê Yến. Áo chị mặc này thì mặc sao thì bán vậy nha em. Váy mình đang mặc thì giá là 250 ạ. Đây là gồm áo và chân váy. Thủy Trần ơi, bạn đặt hàng thì bạn để lại số điện thoại cho shop đi nào. Các bạn ơi, các bạn đặt hàng thì các bạn nhớ để lại số điện thoại cho shop nha. Các bạn đặt hàng thì các bạn nhớ comment theo cú pháp số điện thoại cộng với đầm công chúa. Đây đầm công chúa có tay đây. Chỉ có duy nhất màu đỏ này thôi nè. Đầm công chúa giá là 350 nha các bạn. Bây giờ thì mẫu đang thử mẫu khác nè. Chị cao mét 65 nặng 49kg em ơi. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem mẫu body khác nha. Đây. Body đây. Body này có 3 màu nha các bạn. Bộ chị mặc không bán lẻ em ơi. Bán nguyên một set luôn, không bán lẻ nha. Body thì tí nữa mẫu sư thử nè. Đầm trắng giá là 350 đó Thủy Trần. Bộ mình đang mặc giá 250 nha các bạn.
Set mình đang mặc không có bán lẻ, bán nguyên một set luôn, là gồm áo và chân váy, giá là 300, à giá hay là 250. Đây đầm công chúa có màu đen nữa nè, nãy thì có màu trắng đấy nha, đầm công chúa có màu trắng và đen, giá là 350. Đầm công chúa thì cỡ này không có dài hơn nha bạn ơi. Đầm công chúa rất là đẹp luôn, các bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn nhớ comment theo cú pháp số điện thoại cộng với đầm công chúa nha. Nhớ ghi rõ màu của các bạn chọn để nhân viên biết và chốt hàng cho các bạn nè. Đặt hàng thì nhớ để lại số điện thoại cho shop nha. Đầm công chúa có mẫu khác nữa nè, giá là 350 à. Đầm công chúa có mẫu này nữa nha các bạn. Và có tay thì có màu đỏ thôi. Cảm ơn Hạt Tiêu nha. Có tay thì có màu đỏ, còn không tay thì có màu trắng và đen. Còn có một loại này nữa nè, rất là đẹp luôn. Kiểu này rất là đẹp luôn nha. Tí nữa mẫu sẽ thử cho các bạn coi. Giá đầm công chúa là 350. Đầm công chúa màu đỏ thì chỉ còn có tay thôi Thư Phạm ơi. Hôm qua thì có màu đỏ của không tay này nữa, nhưng mà hết hàng rồi. Shop mình ở quận 7 nha các bạn ơi. Thử màu đỏ này hả? Bây giờ thì mẫu sẽ thử đầm công chúa có tay màu đỏ cho các bạn coi nha. Giá là 350. Lấy cái trắng ra luôn. Đây body này các bạn nào thích không? Body này thì có 3 màu luôn nha. Giá của nó là màu trắng nào em Bích Ngọc ơi? Body có hoa này chỉ có 2 màu nha. Chị không biết nó Thư Phạm ơi, lâu lắm bởi vì hết hàng rồi. Rồi Thủy Trần làm đúng cú pháp rồi nè. Váy ngọc trai thì tí mẫu sẽ thử ạ. Bây giờ thì mẫu đang thử đầm công chúa nha. Cảm ơn Bùi Thị Như Thảo nè. Đây bộ mình đang mặc đây. Bộ mình đang mặc thì là gồm áo và chân váy, giá là 250 nha các bạn, không bán rời. Set mình đang mặc thì có màu này thôi ạ. Bầm body hoa này thì có 2 màu nhé, giá là 260. Body hoa này có 2 màu, giá là 260 ạ. Đầm đỏ công chúa 350 bạn ơi. Có zip code nha Lê Yến. Body đỏ nào Nguyễn Mai ơi. Ngọc Thúy ơi, em muốn đặt hàng thì em nhớ để lại số điện thoại cho shop nha, để nhân viên liên hệ và chốt hàng cho em nè. Đây đầm công chúa có tay màu đỏ, giá là 350, rất là đẹp luôn. Các bạn thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Mình sẽ cho các bạn xem lại đầm công chúa không tay màu trắng nha. Cảm ơn Nguyễn Tú Anh nha. Một kiểu của đầm công chúa này nè, giá là 350. Hàng về này, đợt này thì rất là đẹp nha. Các bạn thích thì nhanh tay đặt hàng để hết hàng thì tiếc lắm luôn nè. Giá bộ này là 350 nha. Đầm công chúa có tay chỉ có duy nhất màu đỏ này thôi nè. Bộ mình đang mặc là gồm áo và chân váy để dung lê, giá nguyên một bộ là 350, không có bán lẻ nha. Không có đồ nam ạ. Có ship Trung Quốc nha Jennifer. Đầm công chúa có tay này thì giá là 350. Các bạn nào thích cái đầm công chúa mẫu đang mặc đó, thì các bạn hãy comment theo cú pháp số điện thoại cộng đầm công chúa có tay màu đỏ nha. 47kg mặc vừa Linh Mai ơi. Đầm công chúa kiểu này rất là đẹp nha các bạn. Màu trắng này rất là đẹp luôn nha, giá là 350 thôi nè. Cái váy trắng hoa cúc, cái váy trắng hoa lúc nãy bạn đang cầm, là mình không nhớ nữa bạn Huyền Diệu ơi. Có zip code nha Linh Mai.
Rồi, 41kg vừa nha Cao Ngọc Huyền. Đầm đỏ có tay nằm mờ. Công chúa mẫu đang mặc thì giá là 350. Các bạn thích thì nhanh tay đặt hàng nhé. Các bạn đặt hàng thì comment theo cú pháp số điện thoại cộng với đầm công chúa có tay màu đỏ thì nhân viên sẽ chốt hàng cho các bạn nè. Free size từ 40-55kg nha Gia Phúc Nguyễn. 49kg mặc vừa Thủy Trần ơi. Bộ này thì từ 40-55kg là mặc vừa nhé các bạn. Rất là đẹp luôn, bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nha, hết hàng thì rất là tiếc luôn nè. Bây giờ thì mẫu sẽ thử qua đầm mà ngọc trai này, nãy giờ có nhiều bạn đề nghị lắm luôn. Mẫu thử màu xanh nha. Cảm ơn Như Quỳnh. Body nhiều lắm quýt quách ơi, nãy giờ mẫu thử body rất nhiều nè. Ship tỉnh 40 nha Cao Ngọc Huyền. Đây đầm body hoa nha, giá là 260 có hai màu. Mới về màu hồng này nữa nha, đợt trước chỉ có màu đỏ thôi, mới về màu hồng này rất là đẹp luôn. Không có free ship nha Jennifer. Rồi body này nữa cho các bạn xem nè, đẹp không? Body này 280 nha, rất là đẹp luôn nè. Body này 280 rất là đẹp luôn nha, rất là lấp lánh luôn, lên lấp lánh luôn. Tí nữa mẫu sẽ thử cho các bạn coi. Giá cái này là 280. Mét 55 nặng 55kg không vừa nha Lệ Phan. Đầm giờ hội rất nhiều, tí nữa mẫu sẽ thử ạ. Bộ mình đang mặc giá 250 nha các bạn. Đây, body này giá là 280 nè. Đẹp lắm luôn á. Tí nữa mẫu sẽ thử nha. Rồi các mình cho các bạn xem mẫu tiếp theo nè. Cái này giá 300 nha. Lông rất là mềm mịn luôn nè. Đây là hoa ba đê nha. Có hai màu luôn, giá là 300. Bộ mình đang mặc 250 đó hàm hương từ 40-55kg là mặc vừa. Hương hờ hững ơi, chị đặt hàng chị nhớ để lại số điện thoại cho shop nha. Có bác sĩ nha, Thủy Trần ơi bạn mất cho shop đi nào. Body xám. Body xám đâu bạn ơi, đâu có body xám đâu. Đây body mẫu đang mặc thì giá là 250 nha, có 4 màu luôn. Hàng này rất là hot luôn nè. Hàng này hot bên shop lắm, mới về hàng tiếp theo. Đợt trước về thì hết liền ngay lập tức luôn, nên các bạn thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Có 4 màu luôn nhé. Giá chỉ có 250 thôi. Các bạn thích màu nào thì các bạn nhớ comment theo cú pháp số điện thoại cộng với body của Ngọc Trai. Đặt màu nào thì nhớ ghi rõ ràng để cho nhân viên biết và liên hệ để chốt hàng cho các bạn nha. Rất là đẹp luôn nè. Body này rất là đẹp luôn nha. Rất là hot luôn. Được, mới vừa hết hàng, cháy hàng luôn, bây giờ mới về lại luôn á. Thủy Trần ơi, bạn lấy sỉ thì bạn bóc cho shop đi nào. Rồi mẫu quay đằng sau cho mọi người coi nè. Cảm ơn Hoa Mai nha. Đây đằng sau của body đó đây. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Thật tình nếu không may mua cái này thì rất là tiếc luôn nha. Có 4 màu luôn. Giá là 250 ạ. Body từ 40-55kg là mặc vừa đó chi An Lê. 55kg vừa nha La Nguyễn Nguyễn. Ồ chị quên giá mất kiểm cẩm tiên ơi. Rồi body này giá là 250 nha. Có 4 màu luôn, bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Mét 55 50kg vừa nha Lon Lê. 58kg cao mét 68 58kg cao mét 68 vừa đó quách quách ơi. Bộ này giá 250 ạ. Mét 67 50kg vừa nha Hà Thu. Cái này không hở lưng nhiều lắm đâu Nguyễn Miến ơi, lưng đằng sau rất là kín. Rồi mẫu quay đằng sau cho bạn coi nè. Đây, lưng không có hở nhiều lắm đâu nha. Đây, không hở lưng nhiều lắm đâu, rất là kín mà mặt rất là sang nhé mọi người, giá là 250. Mẫu cao mét 6 à, Hạnh Ruby ơi. Cái này rất là sang nha. Mặc cái này rất là hot luôn. Đợt trước cháy hàng luôn, bây giờ thì mới về lại nè. Bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng thôi nhé. Các bạn đặt hàng thì comment theo cú pháp số điện thoại cộng với body của Ngọc Trai. Nhớ ghi rõ màu mình mua để cho nhân viên biết nha. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua mẫu khác nè.
Đây. Rồi mình cho các bạn coi lại mẫu body hoa 3D này nhé. Hoa này in 3D luôn, rất là mềm mịn luôn nè. Không có sợ bị rớt hay là gì nha, giặt rất là thoải mái. Hoa này hoa 3D giá là 300 ạ. Có hai màu luôn nha các bạn ơi. Hàng này là hàng độc luôn nha, mới về tại shop luôn nè, chỉ có hai màu. Giá là 300.000. Mét 72 nặng 51kg vừa nha Na Cha. Rồi bạn thích body này không? Giá là 250 nè. Tí nữa mẫu sẽ thử nha. Body cúp ngực 250, có hai màu. Đợt trước thì hết hàng, bây giờ mới về lại nè. Có thêm màu hồng kính sen nữa nha, rất là xinh luôn. 250 thôi body cúp ngực nha. Các bạn ơi, các bạn đặt hàng thì comment theo cú pháp số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. Rồi body hoa 250 à, 3 màu luôn. Body hoa này 250 nha, 3 màu luôn. Tí nữa mọi sẽ thử cho các bạn coi. Cái mình, bộ mình đang mặc thì giá là 250 đó các bạn ơi. Rồi mẫu đang mặc thì là body này giá 280 nè. Rất là xinh luôn. Mặc rất là tôn dáng nha, ôm sát dáng luôn, rất là đẹp. Bạn nào người hơi mignon tí mặc cực kỳ xinh luôn nha, rất là sang luôn. Đây, có hai màu nè. Bộ này có hai màu cho các bạn chọn nha, giá là 280. Rồi tí nữa mẫu sẽ thử mặc đầm 3D. Đúng rồi, Thục Nguyễn ơi, tí nữa mẫu sẽ thử nha. Các bạn ơi, các bạn xem thì nhớ share giúp mình nha. Đừng quên tag bạn bè và người thân của mình vào để cùng xem những bộ đồ mới về nha. Rất là rẻ nhung. Đầm công chúa không tay rồi, tí nữa mẫu sẽ thử cho bạn xem nè. Hà Thu làm đúng cú pháp rồi nè, tí nữa nhân viên sẽ liên hệ cho bạn nha. Bộ mình đang mặc là gồm áo và chân váy, không có bán lẻ, giá là 250. Mặc thử màu đó đi ạ. Như Ngọc ơi, màu này hả? Giá bộ này là 250 nha các, 280 nha các bạn. Váy này giống cơ trưởng. Mặc cái này rất là sang nha, màu này rất là sang luôn á. Bèo trước ngực màu xám, body bèo trước ngực màu xám hả? Tí nữa chị sẽ đưa em coi lại nè. Chi An Lê ơi, ngọc trai màu xanh đen em để lại số điện thoại cho shop đi nào. Body này mẫu đang mặc giá là 280 nha các bạn. Bộ màu hồng nào Thục Nguyễn ơi. Váy liền có cúc hết rồi nha Hoàng Hương. Cái bộ mình đang mặc thì giá là 250 là gồm áo và chân váy, không có bán rời nha. Cái váy màu xanh nõn chuối này Như Ngọc ơi. Bộ mẫu đang mặc thì có hai màu đi nhá, giá là 280, rất là đẹp luôn. Shop ở quận 7 Thơ Siori. Ừ, nhanh hết hàng lắm Kiều Loan ơi. Rất là nhanh hết hàng nha các bạn. Các bạn muốn mua hàng thì các bạn phải đặt hàng liền đi nào. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn nhớ comment theo cú pháp số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. Có 3 bông nhỏ, body rang yếm có 3 bông nhỏ. Là cái nào trên CP ơi, chị không nhớ nè. Hello Ronan. Thử đầm 3D rồi, bây giờ mỗi sẽ thử đầm body nè. 3D. Body cúp ngực. Áo rời với chân váy. Rồi body màu xanh này hả Thu Nguyễn ơi, giá là 280 nha. Y chang bộ mẫu đang mặc, chỉ có điều là có hai màu này thôi, giá là 280, rất là đẹp luôn. Cô người mẫu đẹp quá kìa. Có váy dạ hội của Yến Tần. Hết rồi Kiều Loan ơi. Bộ này giá là 280 nha các bạn, có hai màu luôn. Bạn nào hơi mignon tí thì mặc rất là xinh luôn nha, mặc rất là sang luôn. Giá là 280 nhưng không có hở lắm đâu. Bây giờ thì mẫu sẽ thử dạ hội cho các bạn coi nhé. À Trân Châu đây.
đồ trong đó ra luôn. Body cúp ngực rồi, tí nữa mọi sẽ thử nha. Body cúp ngực này nè, cho các bạn coi lại nè. Giá là 250 ạ. Mới về hồng tím sen rất là đẹp luôn. Hôm trước thì chỉ có màu đỏ thôi nha, hôm nay thì có thêm màu hồng tím sen nữa nè. 250 nha các bạn ơi. Đây body cúp ngực hoa. Body cúp ngực hoa này 250 nha. Hôm trước thì có nhiều màu lắm nhưng mà hôm nay chỉ còn nhất màu hồng này thôi nè. Mặc cái này rất là sang luôn nha. Mẫu cao mét 6 nặng 45kg Mina Hạnh ơi. Đây bộ mình đang mặc đây. Thủy Trần ơi, lấy mình màu hồng đi, bạn để lại số điện thoại và tên sản phẩm đi nào. Cảm ơn Thương Minh nha. Body bèo trước ngực. Rồi đi qua. À, đầm công chúa màu hồng nè các bạn ơi, rất là xinh luôn, giá là 350. Các bạn có thích đầm công chúa này không? Màu hồng rất xinh nha. Bộ mình đang mặc 250 Phương Kiều ơi, là gồm áo và chân váy không bán rời nha. Body đỏ, dạ có chị ơi, body đỏ nhiều lắm. Body đỏ nè, rất nhiều luôn, có nhiều kiểu lắm nha. Body đỏ nhiều lắm luôn á. Bộ mình đang mặc 250 không bán rời nhé. Có màu này thôi Hường Kỳ ơi. Đầm dạ hội mỗi đang mặc thì giá là 300 nè, đẹp không? Hôm trước có màu hai màu nữa nha, màu đen và màu xám nữa, nhưng màu đen và màu vàng nữa nhưng mà hết hàng rồi, chỉ có màu xám này thôi. Còn màu xám này thôi nhá, mặc rất là sang luôn nè. Giá là 300 ngàn nha. 65kg không vừa đâu Hà Trương ơi. Bộ mình đang mặc 54kg vừa nha Lê Hoài Thu. Set mình đang mặc thì giá là 250 đúng rồi Mai Linh Kiều. Bộ dạ hội mỗi đang mặc thì giá là 300 đó các bạn. Rất là đẹp luôn nè. Cúp ngực màu đỏ có dây là sao Linh Mai ơi. Đúng rồi Hoa Trần ơi, chịu like cho chị luôn. 40-55kg là mặc vừa đó Vi. Cảm ơn OXBXU nha. 1m58 nặng 42kg vừa là Bùi Thị Diễm Hương ơi. Body đỏ tí nữa mẫu sẽ thử ạ. 1m6-56kg vừa Lan Nguyễn. Chân váy ren kết hợp với áo trắng dạng sách nách. Không có, Hoài Châu Đồng ơi, hết hàng rồi nè. Bộ chị mặc 40kg vừa đó Hàm Hương. Model là Dương Nhi nha. Body đỏ nhiều lắm. Subin ơi, mình không thấy comment của bạn á. Đã nhiều quá. Body đỏ tí nữa mẫu sẽ thử cho các bạn coi nha. Rất là nhiều luôn nè. Rồi, em lấy bộ dạ hội. Kim Phương Đoàn ơi, tí nữa nhân viên sẽ liên hệ cho các em nha. 52kg mặc vừa đó Mai Linh Kiều. Đây. Làm dạ hội mẫu đơn mặc thì giá là 300 nha. Body đỏ thử đi ạ. Cảm ơn Bo Nguyễn nha. Và làm dạ hội mẫu đơn mặc thì giá là 300 nha các bạn. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn nhớ comment theo cú pháp số điện thoại cộng với body của Ngọc Trai. Mét 6 nặng 49kg mặc vừa Thị Trần. Đầm công chúa này giá là 350 nè. Có màu hồng rồi nè các bạn ơi. Shop ở quận 7 Vi Phan ơi, shop đã để địa chỉ dưới rồi nè em ơi. 52kg cao mét 59. Mặc vừa nha Kim Phương Đoàn. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua đầm dạ hội khác nha. Đây 50kg mà cao mét 54 thì không vừa đâu Hoàng Châu Đồng ơi, chật lắm. 42kg vừa nhá Phương Kiều. 55kg mặc được Trang Lê Thu ơi. Đầm hồng này hả, đầm công chúa màu hồng này giá 350 nha các bạn. Thank you.
Phương Kiều ơi, em đặt hàng em để lại số điện thoại cho shop đi nào. Đây đầm công chúa có màu đen nữa nè, rất là xinh. Đầm công chúa 350 nha các bạn. Có quần áo khác có nha em, nhiều lắm. Bộ mình đang mặc thì giá là 250 đó các bạn ơi. Cái đầm hồng body nào Ngọc Vân? À, có không có áo, không có áo lẻ Kiều Nhi ơi. Cảm ơn kệ thôi nha. Bộ mình đang mặc thì giá là 250, các bạn muốn đặt hàng thì các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng tên sản phẩm nha. Có hoa hồng nhiều. À mình nhớ rồi. À Messi mẫu đang mặc thì giá là 260 nha. Bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Đây đúng không bạn gì đó ơi? Này giá 250 nha. Cao mấy 57 là 49kg vừa đó Huế Linh. Cảm ơn Lê Hi Bích ạ. Váy hồng đây, váy hồng công chúa hồng đó họ phùng tình. Đây là Messi mẫu đang mặc thì giá là 260, rất là đẹp luôn. Màu xanh rất là thoải mái nha, rất là dễ chịu, nhìn rất là lạ mắt. Giá của nó là 260. Cảm ơn đi cô Phạm. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt hàng thì các bạn nhớ comment theo cú pháp số điện thoại cộng với Messi màu xanh nha. Body 3D. Rồi bây giờ mẫu sẽ thử body 3D cho em coi nè. Hoa 3D nha, giặt không sao hết luôn, rất là mềm mịn nè. Inbox cho em đầm body màu hồng nha. Rồi Hương Trần ơi, các bạn ơi, các bạn có thích cái mẫu mà cô người mẫu đang mặc không? Giá của nó là 260 á. Cúp ngực màu đỏ. Ừ, mẫu sẽ thử cúp ngực màu đỏ nè. Hồng cánh sen. Hồng cánh sen nhiều mẫu lắm Ngọc Vân ơi. Rồi Thủy Trần, bạn comment lại số điện thoại với tên sản phẩm đi nào. Bạn lấy cái nào thì bạn comment cho nhân viên dễ biết nha, để nhân viên lỡ sót comment của bạn á. Dạ hội. Dạ hội nhiều lắm như Nabi ơi. Bé bông chính nặng 44kg mặc vừa chích chích. Body bèo trước ngực. Body bèo trước ngực. Cái này đó hả em? Bộ mẫu đang mặc thì giá là 260 nha. Bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Phải body bèo trước ngực này không? Cái này thì là... này 250 nha. Đầm xòe cúp ngực trắng. Đầm xòe cúp ngực trắng không có quần trăm ơi. Mét 54 50kg. Mét 54 50kg. Thảo Hoàng hơi chật đó em ơi. Đầm công chúa nhiều lắm Nguyễn Sương. Có mẫu nào màu trắng xèo xèo có tay mặc đi không được không chịu. Có màu trắng có tay hả? Màu trắng có tay không có Nguyễn Khánh Huyền. Đây, mẫu đang mặc thì giá là 250 nha. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua màu khác cho các bạn coi. Đầm hoa 3D đây. Body này rất là đẹp nha. Giá là 280 nè. Cái này rất là sang luôn. Kim sa lấp lánh rất là sang luôn nha. Giá là 280 ạ. Shop ở quận 7 nha, anh bé tròn thư. Đầm công chúa em lấy mẫu nào Quỳnh Trâm, em nhớ để lại số điện thoại cho shop nha. Đây mẫu mình đang mặc đây. Các bạn ơi, mẫu mình đang mặc các bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nha, bởi vì nhanh hết hàng lắm nè. Đầm công chúa thì có 3 màu luôn. Giá đầm công chúa là 350 đó. Ở trong nó có mút ngực nha. Đúng rồi, nguyên set anh Lê ơi, không có bán lẻ nè. Rồi đầm mẫu đang mặc thì giá là 300. Đây là hoa 3D nha, rất là mềm mịn nên giặt không có sợ bị rớt đâu nha mà các bạn. Giá là 300, có 2 màu luôn nè. Đầm này là hoa 3D á. Đây cho các bạn coi kỹ nè.
Rồi Linh Mai làm đúng cú pháp rồi nè. 58kg mét 40. 58kg mét 40 thì chật. À 58 mà. À lột. Mét 58 nặng 40kg thì không bị rộng đâu Mina Hạnh ơi. Tại vì em giữ này nó có cái thun, có cái thun lại á, nên không có bị rộng đâu, rất là đẹp luôn nè. Mẫu mình đang mặc từ 40-55kg là vừa nha con yêu mẹ. Không có màu vàng em ơi, của Bích Phương. Mét 50 nặng 55kg, mặc vừa không em. Gia Phúc Nguyễn ơi, inbox cho shop đi ạ. Set áo đỏ váy đen của chị đang mặc nha. Rồi Phương Kiều làm đúng cú pháp rồi nè. 49kg mét 58. 49kg mét 58 vừa nha Nguyễn Chánh Phú. Rồi đầm body hoa 3D mẫu đang mặc thì giá là 300 ngàn, rất là sang, có hai màu, rất là sang nha. Đây là hoa 3D nè các bạn, giặt không bị sao luôn, rất là mềm mịn luôn, đã lắm. Đầm bè trước ngực có đen không? Có nha Lê Bích Trâm. Không có nam ạ. Váy hồng mẫu đang mặc là váy hoa 3D đó Nguyễn Diệu Linh, giá là 300 ngàn. Set mình đang mặc thì 250 nha. Áo đỏ chị mặc 49kg mét 55 vừa. Vừa đó trang suri, không có bị rạch, không có bị dài đâu. Mét 55 40kg. Mét 55 40kg được nha Nguyễn Hằng, không có rộng nè. 55kg vừa đó Phương Nguyễn ơi. Đây hoa 3D mẫu đang mặc thì giá là 300 ngàn. Rất là xinh luôn. Mềm mềm lắm các bạn ơi. Body hoa nổi màu hồng, mẫu chị mẫu đang mặc mà sao không thấy bên em liên hệ gì vậy? Chị vô vô, chị để lại số điện thoại cho nhân viên liên hệ đi nè. Tại vì rất nhiều bạn đặt hàng nên là hơi chậm một tí, nên các bạn đừng lo lắng nha. Đầm hồng đó eo 72 không vừa đâu Hồng Nguyên Trần ơi. Bộ hồng em cao mét 56 nặng 52kg. Cao mét 56 nặng 52kg hơi chật đó Tạ Yến. Đầm bạc vai không có. Đầm bạc vai có nha Nguyễn Khánh Hiền em. Khánh Huyền, em theo dõi livestream này đi nào. Áo đỏ bạn đang mặc. Yến Thịt Heo ơi, bộ mình đang mặc thì là nguyên một set nha. Dạ, nguyên một set là gồm áo và chân váy đen á, không có bán lẻ bạn ơi. Nguyên một set là 250 nha bạn. Mét số 8 50kg. Mét số 8 50kg vừa nha, người mua vui. Body màu đỏ nhiều lắm nè. Đầm cúp ngực cũng nhiều lắm đây, đầm cúp ngực nhiều lắm. Bây giờ thì mẫu sẽ thử đầm cúp ngực cho các bạn coi nha. Bộ mình đang mặc là nguyên một set là gồm áo và chân váy đen á, giá là 250 không bán lẻ áo nè. Rồi bây giờ các bạn thích cái body hoa 3D này không? Các bạn thích body hoa 3D này thì các bạn đặt hàng đi nào. Đặt hàng thì comment theo cú pháp số điện thoại cộng với body hoa 3D nhé. Nhớ ghi rõ màu các bạn chọn, đây là màu kem và đây là màu hồng. Để nhân viên biết và liên hệ cho các bạn, giá là 300. Bây giờ mình sẽ đổi mẫu nha. Đây, bây giờ mẫu sẽ chuyển qua cúp ngực hoa này. Thử đầm công chúa rồi, tí mẫu sẽ thử đầm công chúa. Các bạn thấy cái này không? Giá là 280. Có hai màu nhớ, hôm bữa thì có màu hồng mà hết màu hồng rồi nè. Cái này là 280 nha. Mét 58 42kg. Mét 58 42kg thì vừa tất cả các mẫu bên này luôn Nguyễn Thị Trang. Rồi Yến Thịt Heo. Dạ đúng rồi, để tí nhân viên sẽ inbox cho chị nè. Shop mình ở quận 7 Na Cha ơi. Bây giờ shop đã để địa chỉ rồi, em xem địa chỉ và đến thử cũng được nha. Màu đỏ 90 là sao ạ? Váy ren mẫu mặc. Váy ren mẫu mặc á, váy nãy mẫu vừa mặc á hả? Đó là váy hoa 3D nha. Rất là mềm luôn á, giá là 300, có màu hồng nữa nè. Váy hoa 3D nha các bạn. Thử mẫu body bèo trước ngực. Rồi mẫu sẽ thử bây giờ. Cái bộ này thì giờ giá là 280. Có hai màu luôn. Body cấp ngực đây, có màu đỏ thế nè. Có ai thích cái body mẫu đang mặc không? Rất là xinh. Giá là 250 nha. Body hoa này rất là xinh luôn, có màu hồng rất là xinh nha, giá là 250. Body hoa lúc nào? Body hoa lúc nãy là body hoa nào? Chi An Lê có nhiều body hoa lắm ạ.
Rồi chị vô vô làm đúng cú pháp rồi, chị đợi tí nhân viên sẽ liên hệ cho chị nha chị. Mét 6 nặng 48kg vừa đó yến thịt heo ơi. Body giống body ở vai có tay chị. Loại yến có bông hoa gần cổ. À, chị không nhớ cái nào ta. Đầm dạ hội nữa đi chị. Rồi tí nữa mẫu sẽ thử đầm dạ hội nè. Free size từ 40 đến 55kg là vừa nha song tử. Cảm ơn Ngọc Anh nè. Body bèo trước ngực. Ừ. Cảm ơn Ngọc Anh. Áo đỏ 55kg. Mặc vừa nha Ngọc Mai Trần. Giá là 250, nguyên một bộ luôn, là gồm áo và chân váy, không bán lẻ áo ạ. 58kg không vừa cờ bạc đi ơi. Chị không thấy comment của em Bích Vân ơi, bây giờ chị mới thấy nè. Đầm dạ hội đang hết rồi nhé. Đây body hoa mẫu đang mặc thì giá là 250, các bạn nào thích không? Bộ này 260 nha, bộ mình đang cầm này là 260, có hai màu luôn. Cái này cũng body nha các bạn. Body hoa 250, body hoa mẫu đang mặc 250 á. Bạn nói thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Có ship ra Hà Nội nha, người mua vui. Mẫu nào cũng được sao? Đâu có đâu đàn hàng ơi. Cảm ơn Lê Thị Thanh Nga nha. Rồi body hoa mẫu đang mặc thì giá là 250 đó các bạn. Body hoa bẹp vai này giá cũng 250 nè. Các bạn có thích không? Các bạn có thích cái body hoa bẹp vai này không? Có 3 màu luôn nhé. Có 3 màu luôn nha, giá là 250 à. À, body mẫu đang mặc thì giá là 250 nha các bạn. Hoàn hảo. Rồi bây giờ mẫu sẽ thử cúp ngực ạ. Mình bận mình nói rồi mà Vương ơi, làm sao mình thử được. 40 đến 55kg là mặc vừa nha Bích Vân. Váy đang mẫu vừa mặc dạ còn trang neo ơi. Chị đặt hàng thì chị nhanh tay để lại số điện thoại cho nhân viên gọi cho chị nhé. Số 47 ạ. Body đính ngọc trai ở cổ đó hả Alex? Body đính ngọc trai ở cổ là cái này đúng không? Giá là 250 nha. Rồi mình nghe Hoa Quyết thôi, bây giờ thì mình sẽ qua mẫu khác nha các bạn. Mình sẽ qua mẫu body bẹp vai này, giá là 250. Các bạn muốn đặt hàng thì nhanh tay comment theo cú pháp số điện thoại cộng tên sản phẩm nha. Body bẹp vai mẫu đang thử ạ. Rồi body hoa này là 260 nè. Các bạn thích cái nào thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Các bạn muốn đặt hàng thì muốn đặt cái này thì các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng body hoa. Nhớ ghi là màu nào các bạn đặt nha, giá là 260. Hoặc các bạn ghi body hoa 260 thì nhân viên sẽ biết và chốt hàng cho các bạn liền luôn nè. Nhớ để lại số điện thoại cho mình nha. Body này là giá 280. Rất là đẹp luôn á. Đẹp lắm luôn nè các bạn ơi, mặc sang lắm, giá 280 thôi, rất rẻ. Body cấp ngực này nha. Ở trong nó có mốt nên các bạn phải lo. Rất là sang luôn. Rồi body cấp ngực đây có hai màu. Hôm trước thì có màu đỏ thôi, hôm nay có màu hồng cánh sen mới về lại. Giá là 250, rất là rẻ. Các bạn đã thích không? Body cấp ngực này 250 nha. Bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Các bạn muốn đặt cái này thì các bạn nhớ comment theo cú pháp số điện thoại cộng với body ngọc trai cấp ngực nha. 250 ạ. Rồi body hoa bẹp vai nè, 250 nha. Đầm công chúa 350 Hương Trần ơi. Tầm body mẫu đã mặc 250 có nhiều màu lắm nè. Bộ mình đang mặc là 250 là gồm áo và chân váy không bán rời nha các bạn. Body 300. À body 300.
Body 300 là có cái này thôi. Đây là body hoa 3D nha, có hai màu, màu hồng và màu đậm, màu hồng và màu kem. Đây là hoa body hoa 3D nha, giá là 300. Cái này rất là mềm luôn á các bạn ơi. Đây là hoa 3D nha. Dạ không có bị sao hết á. Body bạc size mẫu đang mặc. Các bạn muốn thích thì nhanh tay đặt hàng đi nhé. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng với body hoa bạc size. Có nhiều màu lắm, các bạn đặt màu nào thì nhớ ghi đầy đủ để nhân viên liên hệ và chốt hàng cho các bạn nha. Cảm ơn Minh Nguyệt Tina nè. Đây. Mẫu mặt bánh 57 39 ký mặt vừa đó Trương Cẩm Loan ơi. Bây giờ thì mẫu sẽ thử qua cái này cho các bạn coi nha, giá là 208. Rồi còn mình thì sẽ đứng lên cho các bạn coi bộ mình đang mặc nè, giá là 250, nguyên một set không bán rời nhé. Trên là màu vàng ấy, nhưng có cái khác, phần ngực màu khác. Không có Nguyễn Hoài Thu ơi, có một mẫu duy nhất thôi à. Có một mẫu duy nhất thôi à. Giá là 208 nha, chỉ có một mẫu duy nhất à, không có màu khác à. Bộ chị mặc mấy 57-39kg vừa nha Trương Cẩm Loan. Bộ mình giá là 250 các bạn, không bán rời nha. Đây body tiếp theo. Body cúp ngực đỏ nè, tiếp theo là 250. Mẫu đang thử cái này nha. Đầm công chúa nè. Hai bộ có free ship. À chị vô vô, chị mất cho shop ạ. Đầm công chúa này không tay thì có 3 màu luôn, màu hồng, màu đỏ và màu đen. À màu hồng, màu trắng và màu đen. Rất là đẹp nha, giá là 350. Đầm công chúa giá 350 nha các bạn. Đầm công chúa màu trắng thì có kiểu khác nữa nè, cái này rất là sang luôn, xinh lắm. Bộ mình đang mặc mét 7 nặng 53kg vừa nha, Vũ Hồng. Body tour ngực bé không biết mặc được không? Ngực bé, à ngực bé không biết mặc được không chị? Được đó Hòa Phan ơi, không sao đâu, tại vì trong đó có mút ngực mà. Không ló lắm đâu, không có hở lắm đâu em ơi. Chị vô vô, chị inbox vào shop nha. Rồi body lột đầm công chúa trắng này rất là sang luôn nè, xinh lắm, giá là 350. Bộ mình đang mặc là 250 đó các bạn ơi, là gồm áo và chân váy, không có bán rời nhé. Body mẫu đang mặc các bạn đã thích không, giá là 208 nè. Đầm công chúa có tay chỉ có duy nhất màu đỏ thôi, giá là 350 luôn, rất là đẹp nha. Đi tí nữa mẫu sẽ thử cho các bạn coi. Bộ gì đang mặc áo và chân váy 56kg mặc vừa nha, là em vô tâm. Rồi đúng rồi, ship cái Thanh Thanh ơi. Đầm công chúa màu trắng, đầm công chúa không tay màu trắng thì có 3 màu luôn đó chị nè, là màu đen và màu hồng nữa. Body hoa đỏ nãy chị giơ lên, hoa body hoa màu đỏ. Body hoa màu đỏ nào em ơi. Body tua rua. Rồi Hòa Phan đã inbox cho shop rồi. Cảm ơn Hòa Phan nhé. Tí nữa mẫu mặc đầm công chúa à. Body mẫu đang mặc thì giá là 208 á, có hai màu luôn. Có ship ra Hoài Đức Hà Nội nha Lục Bình. Body này có hai màu nha, giá là 208. Các bạn đã thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn nhớ comment theo cú pháp số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. Cảm ơn Ngọc Anh nhiều. Body bèo ngực. Ôi chị không tìm thấy nữa, nó ở đâu rồi đó. Suri ở đây đúng không em?
Em nói cái này đúng không? Sushi. Cái này 250 nha. Bao nhiêu tiền ship? À, 40 ạ. À. Bộ của chị mẫu 56 kg mặc vừa nha Stony Tuyền. Bộ body đến ngọc trai. Body đến ngọc trai, chị nói cái này đúng không? Chị Đàm à, chị Ngọc Vân. Rồi Bích Mai Phạm là bánh cú pháp rồi nè, tí nữa nhân viên sẽ inbox cho bạn á. Thử một cái. Body đến ngọc trai này đúng không nè? Này 250 nha, đây là body cấp ngực. Có ai thấy cái body mẫu đang mặc không? Giá là 280 á, rất là xinh, có hai màu. Mặc sang lắm nha, hôm bữa có màu hồng nữa nhưng mà hình hết màu hồng rồi, chỉ có hai màu này thôi à. Rất là sang nha, đây là body cấp ngực, ở trong có mút ngực nè. À, giá là 280, rất là đẹp luôn á. Bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nha. Các bạn còn nhớ cú pháp để đặt hàng không? Các bạn comment theo số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. Mẫu thử cấp ngực đến ngọc trai rồi, bây giờ mẫu sẽ thử cấp ngực đến ngọc trai nha, màu hồng nha. Đẹp lắm các bạn ơi, các bạn đặt hàng đi nào. Body đến ngọc trai mẫu đang thử đó. Body cấp ngực tí mẫu sẽ thử à. Bộ này 250 nha. Bộ này 250 nha các bạn. Mình lấy bộ bạn đang mặc nha, nguyên set rồi, trang mát để lại số điện thoại cho nhân viên bên mình chốt hàng cho bạn nào. Body bèo bèo này là 250 nè. Rất là xa nha, có 3 màu luôn, màu đen và màu mình mới vừa đâu rồi. Đây. Có 3 màu luôn á, đẹp lắm. Màu đen nè. Mình thấy comment bạn nhớ hoài đẹp. Bây giờ mình mới thấy nè. Có set nào có tay. Set có tay nè chị Kim Nguyễn. Bộ mình đang mặc là nguyên một set đó, mình sẽ đứng dậy cho các bạn coi nha. Bốn mốt ký vừa nhá Hoài Điệp. Cao mét 52 nặng 44 kg vừa đã gian cung Nguyễn ơi. Nguyên một set luôn nha, không có bán lẻ nè. Giá là 250. Bộ này 250 nha. Có hai màu luôn, màu đỏ và màu hồng nữa. Bộ mình đang mặc là 250 là gồm áo và chân váy đó Phạm Huế ơi, không có bán lẻ áo à. Chỉ có màu này thôi Lục Bình ơi. Rồi body cấp ngực mẫu đang mặc thì giá là 250 nè, các bạn nào thích không? Các bạn thích cái body cấp ngực mẫu đang mặc thì các bạn nhớ đặt hàng nha, đặt hàng đi nè. Giá là 250 thôi, rất là rẻ. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng với body cấp ngực của body cấp ngực ngọc trai nha. Rẻ lắm, chỉ có 250 thôi, có hai màu luôn nè. Với công chúa có tay tí mẫu sẽ thử lại ạ. Địa chỉ shop ở quận 7 nha, shop ra địa chỉ ở fanpage rồi nè. Hoài Điệp ơi, bạn đặt hàng thì bạn để lại số điện thoại cho shop đi nào. Không có đồ ngủ nha Bùi Huyền. Body yếm của Ngọc Trai. Body yếm của Ngọc Trai. Body yếm của Ngọc Trai nào chị ơi. Body cấp ngực Ngọc Trai. Body cấp ngực Ngọc Trai này đó hả Kim Liên, là phải thun dày á, chất là thun dày nên rất là co giãn. Từ 40 đến 55 kg là mặc vừa nên không phải sợ chật nha. Còn cấp ngực, nhiều cấp ngực lắm Nguyễn Hoài Thu ơi, bạn theo dõi livestream này đi nào. Rồi bây giờ thì cái body cấp ngực mẫu đang mặc thì có hai màu luôn, màu đỏ và màu hồng, giá là 250 nha. Bây giờ thì mẫu sẽ thử lại cái body bèo này. Mẫu sẽ thử lại cái body bèo này cho các bạn coi. Giá cũng 250 thôi à. Các bạn thích cái này không?
Các bạn ơi, các bạn thích cái nào thì nhanh tay đặt hàng đi nha. 15 phút nữa thì mình off rồi nè. Các bạn thích cái đầm xà này không? Rất là dễ thương. Giá là 250, có hai màu luôn á. Chị, em thấy chị Nguyễn Lan ơi, body xanh của Ngọc Trai à, giá là 250 đó chị ơi. Đây, body xanh của Ngọc Trai này đúng không ạ? Tí nữa mẫu sẽ thử nha, giá là 250. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt cái hàng nào thì nhanh tay lên nào. Các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. 15 phút nữa thì shop off rồi nè. Sorry mọi người. Giá là 250 nha. Có 3 màu luôn nè, bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Các bạn muốn đặt cái hàng này thì các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng với body bèo trước ngực nha. Nhớ ghi rõ màu các bạn đặt để cho nhân viên biết và chốt hàng cho các bạn nè. Có màu đen nè Quỳnh Trang ơi. Giá của nó chỉ có 250 thôi ạ. Body dài, tay lưới hoặc rang, không có kiều loan ơi. Rồi quay sau lưng cho Vân Siro coi nè. Đây, sau lưng của nó đây. Mặc cái này rất là sang luôn nhé các bạn ơi, cực kỳ sang luôn á. Bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi. Giá là 250 thôi, các bạn muốn đặt hàng thì các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng với body bè trước ngực. Màu nào thì các bạn nhớ ghi rõ ràng để cho nhân viên gọi điện và chốt hàng cho các bạn nha. Body nơ trước ngực. Body nơ trước ngực hả? Đâu có body nơ trước ngực đâu. Body ngọc trai màu xanh đen cho em xem lại. Body ngọc trai màu xanh đen này hả? Đây là màu xanh dương mà. Body ngọc trai thì có 4 màu, màu xanh dương, xanh ngọc, màu đen và màu đỏ thôi nha. Đến trực tiếp cửa hàng cũng được nha. Thanh Thanh Huyền có nhiều mẫu lắm nè. Rồi Thu Thiếu Nguyễn là đúng cú pháp rồi nè. Có 3 màu nha các bạn ơi, các bạn muốn đặt cái nào cũng được. Nhanh tay đặt hàng đi bởi vì nhanh hết hàng lắm nè. Bây giờ thì mẫu sẽ thử qua mẫu khác cho các bạn coi. Cái này chưa ấy nè. Shop ở quận 7 à. Các bạn đã thích dâm không? Body này 250 nha. Body này rất là mặt rất là đẹp luôn nè. Rất là sang, giá là 250 ạ. Các bạn ơi, các bạn thích cái nào thì các bạn nhanh tay đặt hàng đi nhé. 15 phút nữa thì shop off rồi nè. Rồi, mình cho các bạn xem lại cái mẫu này. Bộ mình đang mặc thì giá là 250 luôn, gồm áo và chân váy đó vàng bạc Thu Huyền ơi. Không có bán lẻ nha. Bộ mẫu đang mặc thì, rồi bây giờ mẫu đang thử bộ mới cho các bạn nè. Các bạn ơi, các bạn đặt hàng thì nhanh tay đặt hàng. Các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. Bộ này 260 ạ. Rất là đẹp luôn nè. Đây là váy 260 thôi, rất là rẻ. Có hai màu nha. Đây. Có màu vàng nữa nè. Rất là đẹp nha, giá là 260. Đầm công chúa có tay, tím với mẫu sẽ thử ạ. Trần Bình Trọng ơi có nha.
Số lượng còn rất ít, bạn muốn nhanh, bạn muốn đặt hàng thì nhanh tay lên nào. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt hàng thì các bạn phải nhanh tay lên nhé. Comment lại số điện thoại cộng với tên sản phẩm. Rồi, Ngọc Hân làm đúng cú pháp rồi nè. À, mẫu váy đang mặc thì giá là 260 nha các bạn, có hai màu luôn. Các bạn thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Chỉ có 260 thôi, rất là đẹp. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn hãy comment theo cú pháp số điện thoại cộng với váy xòe 260, nhớ ghi rõ màu nào nha để nhân viên biết và chốt hàng cho các bạn nè. Mét 7 nặng mét 7 nặng 53 kg vừa đó chị Vũ Hồng ơi. Các bạn đã thích không? Nhanh tay lên nào. Tí nữa thì shop off rồi nè, shop gần off rồi. Hôm nay thì đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều mẫu mới về nha. Có màu đen và màu vàng nữa, nhanh tay lên nào. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua bộ khác nha. Đây. Body ngọc trai. Rồi, hoa điệp làm đúng cú pháp rồi nè. Body ngọc trai nào bạn ơi. 58 kg không vừa nha Hiền Nguyễn. Các bạn ơi, bây giờ mẫu đang thử bộ khác nè. Các bạn thích cái nào thì nhanh tay đặt hàng lên nhé. Shop sẽ off liền luôn bây giờ nè. Shop gần off rồi. Bộ mình đang mặc không bán lẻ nha. Úc Na Cảm bán nguyên một bộ luôn á. Là một áo và trong váy, giá là 250. Các bạn ơi, nhanh tay đặt hàng lên nha. Bây giờ shop gần off rồi nè. Mẫu sẽ thử bộ cuối cùng và shop off luôn. Màu đen có tay lưới đi mình. Màu đen có tay lưới nào bạn ơi? Đấy hả? Có phải zoom không? Rồi, chào Lý Thị Loan. Mét 50 mặc được váy nào chị? Ôi, em hỏi gì chị cũng không biết nói sao được. Bởi vì nhiều lắm em ơi. Ngọc trai ngực có màu đen không? Ngọc trai ngực nào chị ơi? Rồi các bạn ơi, mình cho các bạn xem lại mẫu công chúa nha. Đầm công chúa 350 nè, rất là xinh luôn. Cái này rất là xinh nha. Cái này mặc sao lắm. Giá là 350 thôi, rất là rẻ. Rồi đầm công chúa có tay thì chỉ có duy nhất màu đỏ thôi. Xem anh móc nhé, mình lấy thêm rồi. Hoàng Điệp ơi bạn ơi, móc cho sắp nha. Đây đầm công chúa không tay. Đầm công chúa không tay màu đen này giá 350 nha. Có 3 màu luôn, màu đen, màu trắng và màu hồng. Các bạn ơi, tin vui cho các bạn nè. Hôm nay các bạn ủng hộ shop rất là nhiệt tình. Vì thế mà shop sẽ giảm giá và tấm trắng này còn 99.000 nha. Duy nhất ngày hôm nay thôi. Ngày mai thì vẫn giá là 119.000. Chỉ duy nhất hôm nay là giá 99.000 thôi. Các bạn muốn thì nhanh tay đặt hàng và ủng hộ shop nhiều nhiều nha. Hôm nay bạn nào mua tấm trắng thì được 99.000. Chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi nha. Tấm trắng trà xanh nè. Chỉ duy nhất ngày hôm nay là giá 99.000 thôi. Ngày mai thì vẫn quay lại giá cũ là 119.000. Do ngày hôm nay thì các bạn ủng hộ shop rất là nhiệt tình á, nên là shop sẽ giảm giá cho các bạn. Nhanh tay đặt tấm trắng đi nào, giá 99.000. Các bạn ơi, nhanh tay đặt hàng đi nhé. Bây giờ thì shop gần off rồi. Váy đang mặc thì giá là 280 các bạn ơi. Đặt hàng thì nhanh tay lên nào. Có 3 màu nha, bộ mẫu đang mặc. Bộ mẫu đang mặc thì giá là 28. Có 3 màu luôn. Ba màu nhá. Zoom à, cái cổ yếm này là 250 nè. Các bạn ơi, các bạn
bạn muốn đặt tấm trắng thì các bạn nhớ làm theo cú pháp số điện thoại cộng với tấm trắng nha. Chỉ duy nhất ngày hôm nay là giá 99.000 thôi. Ngày mai thì vẫn quay lại giá 119.000 nha các bạn. Mẫu đang mặc thì có ba màu luôn nè, giá là 280. Rất là sang nha. Rồi đầm công chúa này 350 nè. Bây giờ thì shop gần off rồi các bạn ơi, các bạn nhanh tay đặt hàng đi nè. Đầm công chúa 350 nha, rất là đẹp luôn. Trần Bình Trọng ơi, mình đứng lên thì ai nói bạn ơi. Cô Yếm vừa cầm có màu khác không? Cô Yếm vừa cầm là cái nào? À, cô Yếm vừa cầm nãy hả chị? Hôm bữa thì có màu đen và màu xám nhưng mà hết hàng rồi, còn duy nhất màu này thôi à. Giá là 250 nha. Rồi bộ này thì là 350 nè. Đầm công chúa có tay chỉ có duy nhất màu đỏ thôi là 350 ạ. Còn bộ này rất là xinh luôn, đầm công chúa này rất là xinh luôn nha. Giá là 350 luôn. Đây. Rồi bộ mẫu đang mặc thì 280 á, các bạn nào thích không? Mình sẽ cho các bạn xem lại một lần nha, cho dễ đặt hàng nè, shop gần off rồi. Cái này 250 nè. Bộ này thì có 3 màu luôn nha các bạn, giá là 250, có màu đỏ nữa. Bộ mẫu đang mặc 280 nha. Nãy mẫu đã mặc tới thầy thử rồi nè. Bộ này 260, có màu đen nữa nha, rất là xinh luôn á. Cái này 280 nha. Body này 280 nè. Váy công chúa màu trắng. Bạn ơi, bạn bút cho shop để nhân viên gửi hình cho bạn nha. Tại vì mình sắp off rồi. Bộ đang mặc thì chỉ có 3 màu thôi bạn ơi, không có màu đen. Đây, 3 màu của nó đây. Chỉ có 3 màu thôi, không có màu đen nha. Giá là 280 á. Đầm công chúa rồi, Phương Thảo đầm công chúa đây. Đầm công chúa không tay này thì có 3 màu nhá. Đầm công chúa không tay thì có thêm màu đỏ nữa nè. Rồi đây, đầm công chúa có tay đây. Giá là 350, các bạn muốn gì các bạn nhanh tay đặt hàng đi nhá. Nhớ là comment cú pháp số điện thoại cộng với tên mặt hàng nè. Bộ mình đang mặc thì 40-55kg là mặc vừa đó Phạm Nguyễn ơi. Cái này là 350 nha, rất là đẹp luôn. Thường mai màu đen công chúa hả chị? Đây, rồi body này 250 nè. Bộ mẫu đang mặc thì 280 nha, có 2 màu. À, có 3 màu luôn đây nè. 280 nha. Rất là sang. Ren trắng này hả bạn Thúy Phan ơi? Đâu rồi ta? Đây. Cái phải có phải ren trắng này không? Giá là 350 á. Đây là đầm công chúa luôn, rất là đẹp. Ren trắng này là 350 nha. Cái váy bé đỏ đứng không có màu đen bạn ơi, chỉ có 3 màu này thôi nè. 55kg mặc cái đầm đen công chúa. Dạ vừa nha chị Ngọc Yến. Mình nghe nè Tina Nguyễn ơi. Đây còn đầm này là 250. Đầm đen này rất đẹp nha, có 2 màu mũ hồng nữa nè. Giá là 250 thôi. Body của Ngọc Trai 250. Cái này rất là hot nha, các bạn thích thì nhanh tay đặt hàng, để hết hàng thì tiếc lắm nè. 50kg vừa nha Trang Trần. Có 4 màu luôn á, màu đỏ rồi màu xanh ngọc nữa. Rất là đẹp. Rồi đầm cúp ngực thì có màu hồng cánh sen nữa, giá là 250 nha. Shop sắp off rồi bạn Bích Thi ơi. Các bạn thích cái nào thì nhanh tay đặt hàng đi. Các bạn đặt hàng thì theo cú pháp số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. Đầm rang xòe. Body này rất nhiều bạn hỏi nè, giá là 280 ạ.
Body này rất là đẹp nha. Giá là 280. Bạn vàng bạc Phương Huyền làm đúng cú pháp rồi nè. Tí nữa nhân viên sẽ inbox và liên hệ cho chị nè. 53 kg mặt vừa. Body hoa 3D này có thêm màu hồng nữa, giá là 300.000. Cái này rất là mềm mịn nha. Giặt không thì sao hết, đây là hoa nổi đó, hoa 3D nổi. Giá là 300. Có thêm màu hồng nữa nha. Đầm trắng nào cho anh Trần ơi. Body hoa này là 260 nè. Rồi, bộ mẫu đang mặc thì 280 nha, không có váy nuôi tôm ạ. À, váy nuôi tôm hết hàng rồi. Cái này 250 nha các bạn. Body đỏ cúp ngực này giá 250 ạ. Đầm đen công chúa, đầm đen công chúa đây. Đầm công chúa giá 350 thôi, rất là rẻ. Đầm mẫu đang mặc thì 280 nha, bạn thích không nào? Nhanh tay đặt hàng đi nào, shop shop off rồi nè. Body hoa bạch vai này 250 nha. Đầm vo nhiều lắm Tina Nguyễn ơi. Cái đem 57kg không vừa chị Đỗ Trang. Bộ này 280 nè, các bạn nào thích không? Nhanh tay đặt hàng đi nào. Các bạn ơi, các bạn nhanh tay đặt hàng nha, bởi vì shop sắp off rồi nè. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng với tên sản phẩm để nhân viên chốt hàng cho các bạn nha. Đầm cúp ngực ngọc trai này có thêm màu hồng cánh sen nữa, giá 250. Mà cái này rất đẹp nha. Đầm nơ màu hồng. Đầm nơ màu hồng. Đây. À, đầm nơ màu hồng này đúng không bạn ơi? 250 nha, có mút ngực nè. Đầm nơ màu hồng thì có thêm màu đỏ nữa. À, màu đen 39kg vừa nha em. Đây, đầm công chúa màu đen đây. Mẫu thử thôi, bây giờ thì mẫu sẽ thử lại đầm công chúa đen cho các bạn coi nha. Đầm công chúa trắng kiểu này rất là xinh nè. Giá của nó là 350 á, rất là xinh luôn. Đây cho các bạn coi kỹ luôn nè. Rất là xinh nha, giá là 350 thôi. Bộ mình đang mặc là gồm áo và chân váy, giá 250 không bán lẻ nha các bạn ơi. Đây, váy công chúa 350 rất đẹp. Váy công chúa không tay mẫu đang thử màu đen thì còn có màu trắng và màu hồng nữa nha. Đầm nơ màu đỏ 47kg vừa, Quỳnh Ánh Hồng ơi. Phương Nghi bạn hỏi cái nào nè. Đầm bổ ngọc trai cho mình coi. Shop shop off rồi các bạn ơi. Đầm bổ ngọc trai thì 250 nha. Đây đầm công chúa này 350 nè. Có màu hồng và màu trắng nữa, rất là đẹp luôn á. Đây đầm công chúa 350 nha, đẹp lắm. Bạn nào thích không nào? Nhanh tay đặt hàng đi nào. Rồi thì Dương làm đúng cú pháp rồi nè, tí nữa nhân viên sẽ liên hệ cho bạn nha. Đầm cổ có hoa màu hồng. Đầm cổ có hoa màu hồng là chị không nhớ cái nào em ơi. Hôm bữa chúng tôi là sản phẩm gì đặc biệt là tấm trắng.
25 phút nữa thì shop off rồi, nên các bạn muốn đặt hàng thì nhanh tay lên nha. Rồi thì Dương ơi, bạn đặt hàng mà để lại số điện thoại cho mình xem đi nào. Các bạn ơi, chỉ duy nhất ngày hôm nay là tấm trắng này được shop giảm còn 99.000 thôi nha. Chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi, ngày mai thì shop vẫn để giá 119.000. Vì thế những bạn nào thích tấm trắng thì nhanh tay mua đi nào. Giá chỉ có 99.000 thôi, chỉ duy nhất ngày hôm nay. Tại vì hôm nay các bạn tương tác và rất là tốt luôn á, nên là shop giảm còn 99.000. Ngày mai thì vẫn giá 119.000 nha. Bột tấm trắng từ trà xanh rất là tốt, trà lành tính nên không phải lo. Bạn nào thích tấm trắng thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Các bạn đã mua tấm trắng thì các bạn hãy để lại theo comment theo cú pháp số điện thoại cộng với tấm trắng nha. Giá là 99.000 thôi, rất là rẻ. Rồi, bạn nào thích thì đặt hàng đi nào. 5 phút nữa shop off rồi nè. Đầm mẫu mặt và đầm công chúa giá 350 đó bạn Mimi ơi. Đầm công chúa 350 hết nha, đầm công chúa có tay màu đỏ nè. Đầm công chúa là 350 hết, tức là rẻ thôi. Đầm công chúa mẫu mặt thì có hai màu này nữa nha. Có 3 màu chung. Bạn nào muốn đặt tấm trắng thì các bạn hãy comment theo cú pháp số điện thoại cộng với tấm trắng nha. Rồi còn đầm công chúa này rất là xinh luôn nè. Giá của nó là 350. Các bạn ơi, các bạn đặt hàng thì comment theo cú pháp số điện thoại cộng với đầm công chúa. Nhớ ghi rõ màu mình đặt nha, để cho nhân viên biết và chốt hàng cho các bạn. Shop sắp off rồi. Bạn nào muốn đặt hàng thì nhanh tay lên nào. Rồi Vũ Hồng ơi, bạn muốn đặt hàng thì bạn để lại số điện thoại cho shop nha. Các bạn muốn đặt tấm trắng thì các bạn hãy comment. Vũ Hồng ơi, bạn để lại số điện thoại cho shop đi nào. Các bạn ơi, shop off rồi, các bạn nhanh tay đặt hàng đi nha. Inbox rất là lâu luôn nè, tại vì inbox nhiều lắm nên lâu lắm. Các bạn muốn đặt nhanh thì các bạn phải comment ở đây thôi. Tấm trắng 99.000, các bạn nào thích không? Tấm trắng 99.000 chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi nha, ngày mai là giá 119.000 nè. Mẫu đang mặc có màu đỏ đấy nha bạn Giang Cung Nguyễn. Đầm công chúa không tay này thì có màu đỏ đấy nha bạn, inbox cho shop. Hoặc là bạn để lại comment theo cú pháp số điện thoại cộng với đầm công chúa không tay màu đỏ thì nhân viên sẽ biết và liên hệ cho các bạn nha. Tấm trắng này rất là an toàn, tụi nó thành phần của nó là trà xanh á, và đằng sau nó có thành phần rồi nè, và công dụng hướng dẫn sử dụng rồi. Có thành phần của nó rất là lành tính cho da, bởi vì từ thiên nhiên à, không có gì mà độc hại nhanh, các bạn không phải lo nè. Đầm công chúa không tay đỏ rồi, bạn Giang Cung Nguyễn làm đúng cú pháp rồi nè. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt hàng thì các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. Ví dụ đầm công chúa này thì các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng với đầm công chúa. Nhớ ghi rõ mẫu nào, màu nào nha, để cho nhân viên biết và chốt hàng cho các bạn. Một cái đầm công chúa này à. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt hàng thì nhanh tay comment đi nào. Nhanh tay đặt hàng đi nhé. Các bạn đặt hàng thì các bạn comment theo cú pháp số điện thoại cộng với tên mặt hàng các bạn định mua nè. Đầm xanh đầu tiên đó mình coi. Đầm xanh đầu tiên là cái nào bạn ơi? Cao 1m5 nặng 48kg thì vừa nha Bình Thiên.
Bạn ơi, Bích Mai Phạm ơi đặt hàng rất là nhiều luôn á, nên là bạn đợi tí nhân viên sẽ liên hệ cho bạn nha. Giá là 350 ạ. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt hàng thì nhanh tay comment theo cú pháp số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. Đầm công chúa không tay màu đen rồi. Bạn Nguyễn Chiến Thắng làm đúng cú pháp rồi nè. Các bạn ơi, chiều nay 3 giờ thì mình sẽ bây giờ thì mình off đây. 3 giờ tụi mình sẽ tiếp tục like để giới thiệu cho các bạn những sản phẩm tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye. 3 giờ nhớ đón xem live nha. Bye bye.